chào quý bà con. Thì trước mặt quý bà con là hai mẫu máy nghiền ngô đã ra nhất hiện nay, thì nó có thể nghiền được ngô, thóc và lúa. Và hôm nay em xin chạy test cho quý vị các bạn thấy rằng cái công suất của chiếc máy như nào. Hiện tại là em có ít ngô rồi. Đó, thì em sẽ giới thiệu qua cho quý vị các bạn thấy hai cái máy đó khác nhau như nào. Đây là cái đầu 180, đây là 170. Thì đi kèm với đó là cái motor của em này là 3 ngựa, ở đây là 2 ngựa. Motor là được quấn 100 dây đồng, công bệ cực kỳ chắc chắn rồi. Quý vị có thể mua đầu lẻ hoặc là mua cả bộ như bên em đây. Và hôm nay em sẽ chạy thử cho quý vị các bạn thấy rằng cái công suất máy như nào. Chúng ta cho hai bên đập nhau. Mỗi cái phễu này khoảng gần 5 kg đó quý vị ạ. Hai bên đầy nhau rồi. Đây là em đã chỉnh hết rồi. Đây là chỉnh vỡ để cho chim bồ câu ăn. Thì bây giờ em xin cắm điện chạy thử. Đây là thành quả chúng ta đây. Quý vị xem cái lượng vỡ thì khá là ok luôn. Chúng ta cho chim bồ câu cũng cho gà, cho ngan, cho vịt, cho ngỗng ăn cực kỳ tốt. Và cái tỷ lệ bột nó cũng khá là nhỏ. Chúng ta nghiền một tạ thì bột khoảng 7 kg thôi. Vừa rồi đấy, vừa chạy test cho quý vị hai chiếc máy nghiền ngô A170 và A180. Thì cái mọi thông tin chi tiết về chiếc máy này thì quý vị hãy gọi cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em. Thank you.